Long Ca, chào anh Long Cá đi anh. Đây là bạn chính thức của anh đó. Em chưa bị no đòn là may lắm rồi đó. Đành đôi chân bước ra đời, trên hai vai là bầu trời, dưới chân ta là mặt. Đi xe không em? Quá người ta không biết ta. Anh trai, bình tĩnh anh trai, có gì từ từ nói anh trai. Từ khi nào với thằng như mày có thể nói chuyện ngang hàng với tao vậy hả? Bao nhiêu một tháng? Chị này biết chủ quán nè. Tiền thì có, nhưng mà khó lấy lắm. Anh hai cao hả? Xin lỗi anh Long, mấy thằng này nó chưa biết anh nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Không sao, không biết thì không có tội. Long Ca, chào anh Long Cá đi anh. Đây là bạn chí cốt của anh đó. Hay cùng tên không khoái. Em chưa bị no đòn là may lắm rồi đó. Nhìn thằng em này nhớ anh hồi trẻ. Ăn mì ngon không? Bát mì này anh mời. Vậy sao? Cảm ơn Long nha. À, anh Long Cá nè. Em cứ tưởng là anh mai danh ẩn tích ở một cái phương trời xa xôi nào lắm. Cuối cùng thì anh vẫn còn vòng vòng quanh đây. Mà em phải nói thật sự là em rất hâm mộ anh. Vì có rất là nhiều đàn em theo anh mà anh có thể rửa tay gác kiếm để mà trở lại làm ông chủ một cái nhà hàng lớn như thế này. Anh quá khen. À, tôi đang làm một cái trang trại cá rồng ở dưới Củ Chi. Hay là vài hôm nữa mời anh xuống tham quan. Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. Con chào bố. Chào con. Ủa, có chuyện gì vậy bố? À, không có gì. Mấy người bạn cũ của bố ghé chơi thôi mà. Xin giới thiệu với anh, đây là con gái tôi, Ánh Ngọc. Ánh Ngọc, người vừa đẹp vừa xinh. Cái tật mê gái không bỏ được. Mà Long Ca, quán của anh Dũng sao rồi? Hôm nay chiều nay
Về thôi, tranh thủ giải quyết cho xong đi anh. Em xin phép anh, em cần một số việc giải quyết xong. Hẹn anh không khác, anh em mình ngồi đàm đạo lâu hơn. Ok, vậy hẹn cuối tuần này đi, lên trang trại của tôi rồi mình tâm sự. Em thấy hợp lý đó, nhất trí anh. Mới nãy thấy nhà mình đông quá, con tưởng có chuyện gì không đó. Mà toàn mấy thanh niên xăm trổ gì đâu không à. Con sợ bố lại qua lại đường cũ. Đâu có, bố hứa là bố bỏ rồi mà. Hôm nay con có cái bí mật này cũng cho bố biết nè. Đợi một xíu nha. Anh, vô đi. Dạ, con chào bác. Giới thiệu với bố, đây là Hùng, bạn trai của con. Chào con, nhìn cũng có vẻ thư sinh, con đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại con đang làm photo. Anh Hùng chụp hình với quay clip đẹp lắm đó bố. Vậy dạ. Em cái nịnh lên không ạ? À? Dạ, con làm bình thường à. Không có, cứ nói chung là cũng bình thường đúng không? Anh khiêm tốn hoài à. À, sắp tới thì chú đang triển khai làm cái trang trại cá rồng ở trên Củ Chi á. Thì sẵn con với Ngọc hôm nào rảnh thì ghé lên tham gia tư vấn cho chú. Dạ, à, thật ra thì con cũng thích về cá nữa. À, với lại con có nhiều cái sáng tạo về marketing á, có gì con sẽ xuống con làm cho trang trại cá của mình được nhiều người biết tới hơn. Cảm ơn bố. Đặt đôi chân bước ra đời, trên hai vai là bầu trời, dưới chân ta là mặt đất, hiên ngang bốn phương vẫy vùng. Đời trai quý nhẫn nghĩa tình, bao nhiêu rộng quá ta. Đây là hai con cá rồng. Wow, hai cá rồng lớn nhất thế giới rồi. Ừ. Mới cả cũng chưa ai làm tượng cá rồng. Từ trước giờ có một người ở bên Mã Lai làm mà nhỏ hơn. Còn cái này bây giờ mình làm cái này là lớn nhất ở đây, lớn nhất. Trong trí tưởng tượng của em thì anh chỉ mượn một cái trang trại cá bé bé con thôi. Nhưng mà khi mà xuống đây thì em mới thấy nó vĩ đại đó. Thì mình cũng tính là mở một cái chỗ bảo tồn cá rồng và camping để cho mọi người có thể tới tham quan cá và có thể buổi tối đi cắm trại dã ngoại và ngắm những chú cá rồng vào ban đêm. Thì từ trước đến giờ cả thế giới này cũng chưa ai làm được cái việc đó rồi. Em thấy cái mô hình này rất là tiềm năng luôn á. Hay là không ấy anh cho em góp ít cổ đông vốn vô được không? Hai cao rồi bây giờ cũng muốn làm ăn rồi. Chứ mình đâu thể nào mà bôn ba giang hồ mãi cho anh. Rồi lớp trẻ cùng lớn lên thôi. Em làm sao cạnh tranh được sắp nhỏ sau này. Một ngày nào đó cũng phải rửa tay gắt kiếm thôi. Ừ, cái đó thì để mình mà tính sau nha. Rồi bây giờ mời anh em đi coi tiếp. Dạ. Thế là về. Anh là anh Long ca đúng không? Em hâm mộ anh đã lâu rồi, anh chơi mắt tay anh. Người anh em đến khi cần đưa tay những khi anh thấy chạy cá của bố em sao? Không gian ở đây rất là tuyệt, nơi này rất đẹp, đây đúng là một nơi lý tưởng như tay với chân gắn liền. Bởi vậy anh phải quay lại những lúc tôi tốt cho đông khách để mai mốt trên chạy quen khách tới tấp nập luôn nha. Tất nhiên rồi, chuyện đó để anh lo. Chỉ thế thôi mà ta hiểu hơn vì mình hơn cả anh. Dù ta không sinh cùng mẹ cùng cha, không chung dòng máu, không chung mái nhà, trải qua phong ba chuyện gần chuyện xa, có ai hiểu thấu hơn là chúng ta. Đời kia bao la, người thật người không,
bon chen cuộc sống đôi khi đổi lòng. Kể ai vô tâm mình chỉ nguyện mong đời đời kiếp kiếp chúng ta vẫn là anh em. Wow, ngon quá à. Em đúng là đảm đang. Anh này được cái lệnh là giỏi thôi à. Qua đây ngồi ăn đi. Của bác đâu? À, bố ăn lúc nãy rồi, anh ăn đi. Con nè, xin phép. Ngon quá à. Anh á, được cái nịnh là giỏi à. Chú thấy con cũng có tài và cũng có niềm đam mê với các cảnh. Dạ. Con nghĩ sao nếu chú giao cho con quản lý nơi này? Thiệt hả bố? Dạ con thì cũng không, con chỉ cố gắng thôi chứ con cũng không có tài gì. À, con mong muốn sao là giúp cho cái trang trại nhà mình được nhiều người biết tới. Anh an tâm đi, em sẽ bên cạnh hỗ trợ anh hết mình. Nhớ đó nha. Ăn đi, ăn đi. Cảm ơn bố. Tụi nào đến quán của mình phá vậy? Em phải mét bố để bố giải quyết chuyện này mới được. Bố! Tụi bay đi tìm hiểu xem ai làm chuyện này. Lòng. Có chuyện gì vậy? Dạ, lúc nãy có nguyên một đám lạ mặt. Tụi nó đến đập phá quán của mình. Tụi nó tới lúc quán của mình con với anh Hùng mà không có cản gì được hết. Tụi nó còn nói họ sẽ đến quán mình phá thường xuyên á bố. Má, chắc tụi hai cao. Ngoài mặt thì tỏ ra bằng lòng, nhưng sau lưng lại cho người đi phá. Dạ, ba gọi cháu ra đây có chuyện gì vậy? Vợ chồng muốn biết đứa không? Dạ. Bác thấy cháu rất hiền và yêu thương Ngọc. Dự án vùng đất rồng này rất là tâm huyết của bác. Và bác muốn sau này sẽ giao lại cho cháu quản lý. Cháu nghĩ sao? Dạ, cháu nghe bác nói vậy cháu rất là vui. Cháu sẽ cố gắng phát triển cái dự án đất rồng này của bác càng ngày càng tốt hơn để không phụ lòng của bác. Bác chỉ có một mình Ngọc là con gái. Sau này con sẽ là người kề cận bên ông. Cũng chưa biết trước được chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu có chuyện gì thì con hãy chăm sóc cho Ngọc và cả vùng đất này nữa. Dạ, cháu hiểu với bác à. Anh ơi! Mày đừng có diễn nữa. Muốn cái gì nói thẳng ra đi. Dạ. Chuyện là bữa giờ quán của em có ẩu đả. Nhưng mà từ lúc mà quán em khai trương tới giờ em chưa có đóng tiền cho bên anh Long Ca. Cho nên em nghĩ anh có thể giúp em. Mày hiểu lầm rồi. Chuyện nào qua chuyện đó. Chỗ hai ca với Long Ca là bằng hữu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Mày suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà Hùng nhìn hiền hiền mà nó chơi với giang hồ không ta? Ôi mọi người làm cái gì mà giờ chưa về nữa? Ủa anh về rồi đó hả? Ngọc anh. Anh sao? Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Nói lẹ đi, ấp uống cái gì vậy? Hồi nãy á, anh thấy... Anh thấy gì? Anh thấy...
anh thấy gì? Ủa anh, anh Hùng, anh đi đâu vậy? Anh đi qua cái tụi phá quán mình. Bên khu cao lầu á hả? Ừ. Trời ơi, sao anh liều quá vậy? Anh muốn qua lo lót chuyện cho bố, nhưng mà anh không có đủ tầm để nói chuyện. Anh Long Ca anh khó quá. Long Ca? Không phải anh ta là đàn em của Hai Cao hay sao? Thì từ lúc biết á, quán mình mở trên địa bàn của ổng á, ổng ngỏ ý Hùng Hạp làm ăn chung, nhưng mà đâu có được. Anh nghĩ lần này á là Hai Cao muốn chơi tức tay với bố mình. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ anh? Em theo anh. Ngon chứ, tôi đã nói quán tôi hợp với khẩu vị của anh mà. Khẩu vị của tôi á, chưa chắc là anh biết khẩu vị của tôi. Nhưng tôi chắc một điều, anh cứ đưa qua đây không phải để ăn mì không đúng không? Mày là thằng hèn Hai Cao. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngoài mặt thì anh em, sau lưng mày cho đàn em tới phá quán của tao. Tao biết trước đây mình có xích mích, nhưng mà đã giải quyết xong rồi mà. Mày chơi như vậy không đẹp đâu. À, ăn bậy nói bại gì vậy không cá? Hả? Long, bình tĩnh. Anh nói cái gì mà ai phá quán anh, ai đập quán anh? Lần trước tôi và Long Ca đã biết đây là quán của anh rồi. Từ đó đến giờ anh em tụi tôi có quay lại đâu. Mày đừng giả ngu nữa Hai Cao. Mày không tới nhưng mà mày cho đàn em của mày tới. Long Ca, chuyện này khúc lâm chung mà ngay đây bung. Ủa anh Hùng, sao mình dừng lại vậy? Ý chết, anh quên mất. Anh quên gì? Anh quên là bố của em đã giao toàn bộ dự án Cá Rồng cho anh rồi. Vậy tại sao? Sao anh phải diễn nữa? Anh dám. Sao mà anh dám? Em biết anh vừa khờ, vừa hiền nữa. Sao anh có thể? Chỉ có thể là phải có đồng minh. Mày đừng có diễn nữa. Muốn cái gì á, nói thẳng ra đi. Dạ. Thằng Hùng nhìn hiền hiền mà nó chơi với giang hồ không hả ta? Làm tốt lắm. Lần này á, tụi nó không bao giờ nghĩ tới tao là người đứng sau lưng tụi nó đâu. Cho bỏ cái tật ngày xưa dám tranh giành địa bàn làm ăn với tao. Lúc trước á là mình yếu, bây giờ anh em mình đông mạnh, sợ gì ra chơi nó luôn. Nè, tao nói mày nghe nè, mày còn háo thắng lắm. Ông Long Cá không phải là dạng vừa đâu. Mà mày có yêu nhỏ thật không?
Nó mà yêu ai số mới đào qua mà. Alo, anh nghe nè Honey. Rồi rồi, anh biết rồi. 5 phút nữa anh có mặt. Vậy nha. Anh Hai, em đi nha anh Hai. Còn mày, bớt háo thắng lại. Nhóc còn lóc chóc quá đời ra. Anh Long ơi, anh Long, anh Long ơi, anh Long. Không phải Hai Cao làm đâu, là do thằng Hùng. Thằng Hùng nó liên kết với Phương Cấu, nó chơi xỏ anh đó. Mày đồng loại với tụi nó hả? Hôm nay tao cho tụi mày chết hết. Tôi nghĩ là anh nên lo cho con gái của anh trước thì hay hơn. Mày đừng lôi con gái tao ra hù dọa nữa. Thì ra là thằng Phương Gấu, thằng này chán sống rồi. Chó, sao mày chơi trò hèn hạ vậy? Mày biết rồi hả? Hèn. Vậy còn chuyện mày với Hai Cao hợp tác giành địa bàn của tao, vậy có hèn không? Ai hèn hơn ai hả? Lúc đó là hiểu lầm thôi. Chuyện nó bỏ qua đi, tính sau. Bây giờ là chuyện em phải giết. Bây giờ mày có chịu trả địa bàn cho tao hay không? Hay là mày muốn con gái của mày có chuyện? Muốn gì thả con gái tôi ra. Từ lâu rồi tao đã không tranh giành được bàn với ai nữa rồi. Nhưng mà Hai Cao thì có. Một nước không thể có hai vua. Một là mày tiễn Hai Cao về nan nghỉ cuối cùng. Hai là con gái của mày. Anh Hai Cao, yên tâm đi. Ở đây em cho nó đi ăn cướp. Hai cái phương án đó tao cũng thích đó. Nhưng mà tao thì tao sẽ chồng anh chứ ba. Đó là tao sẽ đưa mày về chồng ba. Lên! Mẹ thằng ngu. Mày biết diễn, người ta không biết diễn hả mày? Ốc chó như mày. Nghe ăn được con cáo già. Đại, đại, chị cũng bị đặt mặt giang hồ. Nghĩ lại ngày xưa anh em mình buồn cười quá anh ha. Tại vì hồi xưa anh em mình hiểu lầm nên mới xảy ra xung đột thôi. Anh mong là một ngày nào đó em cũng rửa tay gác kiếm, dừng chân giang hồ để làm lại cuộc đời giống như anh bây giờ. Trên hai vai là bầu trời, dưới chân ta là mặt đất, hiên ngang bốn phương vẫy vùng. Đời trai quý nhẫn nghĩa tình, bao nhiêu lợi danh không màng, đã gọi một câu là anh em. Gian nan vẫn không đổi lòng, người anh em đến khi cần,
đưa tay những khi hoạn nạn, kéo tôi lên và dìu bước, như tay với chân gắn liền, lặng yên những lúc tôi buồn, bên ly rượu cay ta cạn. Happy birthday to you. Happy birthday to you.